Hello, Tùng Anh xin kính chào quý cô bác anh chị nhé. Hôm nay thì là em bày ra đây gọi là những cái mặt hàng mà tồn kho trong kho này. Thứ nhất là tồn trong kho này. Thứ hai là về hàng giá tốt, thanh lý cho quý anh chị mình. Giá cực kỳ đẹp luôn. Đấy, giá rẻ luôn và giá thanh lý. Có những mặt hàng ấy thì là hàng từ năm ngoái. Đấy, giá tốt nhập về để trong kho còn vài con. Thứ hai là cái hàng mới về thì thanh lý giá tốt cho quý anh chị. Thì em sẽ lên từng sản phẩm một cho quý cô chú anh chị mình nhé. Anh em nào cần mua máy móc gì ấy, thì có thể liên hệ đến số điện thoại phía dưới của Tùng Anh, hoặc là anh em mình có thể là xem cái video này ấy, thích cái mã nào thì anh mình lấy giấy bút ghi lại và gửi ảnh qua cho em, thì em sẽ lên đơn cho quý anh chị mình nhé. Đấy, đầu tiên này thì em sẽ lên cho anh em mình là những cái mũi khoan này, những cái phụ kiện này, đấy, đồ dụng cụ cầm tay để anh em mình có thể là mua máy móc anh em mình thích thì mua thêm vào. Nó sẽ rất là tiện lợi, cùng một phí ship mình không phải trả tiền ship nữa. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ nên cho anh em mình là những cái mũi khoan. Mũi đục. Đấy, đây là mũi đục đầu gài. Đục dẹp này, đục nhọn này, chất thép rất là tốt anh em nhé. Đấy thì cái một cái mũi này thì em bước tính anh em mình giá là 15.000 một mũi thôi. Đấy, 15.000 một mũi. Bây giờ giá vật chất nó neo thang, hàng hóa khan hiếm do đóng biên tắc biên rất là lâu rồi. Thì bây giờ vẫn còn mũi cho anh em mình là cực kỳ là ok nhá. Đấy, cứ 15.000 một mũi, các bác nào mua số lượng thì báo em này. Đấy, em bán cả sỉ các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là những cái mũi khoan đa năng này. Khoan đa năng thì ở đây có mũi khoan 6, 8, 10 và mũi khoan 4 nữa. Đấy các bác nhìn này, chất thép thì rất là đẹp nhá. Đầu này đầu chuôi nục giác, anh em mình cắm vào đầu chuyên vít hoặc cắm vào đầu bu lông. Đây em để lên tay anh em thì nó sẽ nét hơn này. Đấy, đầu khía bốn cạnh rất là đẹp luôn, rất là sắc sảo. Mũi khoan 6 anh em nhé, chuyên để khoan tường này, khoan đá hoa cương, khoan gạch men, cực kỳ là ok. Giá của nó là 46 là 20.000 một mũi, mũi 8 là 25.000 và mũi 10 thì là 30.000 một mũi anh em nhé. Đấy. Tiếp theo nữa này, em về thêm cả những cái mũi vít đề gua này. Đấy, dòng này chỉ dài có 5,5 inch thôi mà em bán rất là nhiều rồi, cực kỳ là chạy và chất lượng nó rất là ok, khách phản hồi toàn 5 sao đánh giá tốt thôi. Đấy thì một cái mũi này thì em tính anh em này 6.000 một mũi, đa số em nhập về thì toàn để tặng cho các bác thôi. Anh nào mua máy khoan máy móc các thứ là em hay tặng cho các bác cái mũi này này. Đấy, để anh mình sử dụng cái hàng máy khoan chính hãng các thứ xài nó ok thì thêm cái mũi vít ok nữa để anh em mình xài tốt hơn ha. Đấy, ngoài ra có thêm mũi khoan đa năng này, mũi khoan bê tông. Ngoài mũi khoan đa năng ra còn mũi khoan bê tông này. Đầu chuôi gài, anh em nào mua khoan bê tông hoặc bị điện hay pin thì cũng có thể là mua để thêm vài cái mũi này dùng cho sướng. Đấy, mũi 6, 8, 10. Đấy, em tính đồng giá 10.000 một mũi thôi. 10.000 một mũi cho các bác nhá. Giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo là cái kìm này. Kìm này là kìm đang hot trend ở trên Facebook đấy các bác ạ. Đấy, em đang bán giá ngoài là 269.000 một cái kìm như này. Thì anh em nào mua trong cái video này thì em sẽ tính giá 169.000 thôi. Thôi tính giá 160.000 các bác nhé. Cái này thì nó sẽ cắt cho em là dây điện này. Đấy, dây hàn, dây điện cắt được hết. Sắt phi từ 6 đổ lại. Vặn thoải mái luôn anh em nhé, như một cái cờ lê nhỏ luôn. Tiếp theo anh mình có thể dùng cái này để bấm cốt này. Nữa ở đây thì anh mình có thể cắt tuốt dây đồng, dây điện ok luôn nhá. Đấy, giá là 169.000. Đấy, giảm 100.000 luôn các bạn. Đấy, bọn em đang bán ở trên Facebook là 269.000 đấy. Ngoài ra, bây giờ là hết cái phần phụ kiện thì em sẽ đi vào cái phần máy móc nhá. Đây, quay đầu tiên từ đây đi. Đấy, đầu tiên là những cái máy móc thanh lý cho anh em mình này. Đấy, thì ở đây có con máy hàn hãng Sasuke. Cũng về rất là lâu rồi nhưng mà không có thời gian để lên video thì thôi hôm nay là thanh lý cho anh em mình. Đấy, máy hàn Sasuke mã là 200N nhá. 200N thì em về nhập giá rất là tốt, nhập tận vài chục con cơ. Có công ty một thì để anh em mình giá là 1.250.000 một con này nha. Đấy, hàn rất là sướng luôn. Đây em hàn đốt que 32 này. Thỉnh thoảng bỏ ra dùng rất là ok nhá. Đấy, một con giá 1.250.000. Có phí ship rồi anh em nhá. Đấy. Tiếp theo nữa là máy mài này. Máy mài Taraka. Đấy, Taraka anh em nhé. Có đầy đủ ốp bảo vệ tay cầm các thứ. Con này là cò hay có bóp cho em. Đấy, cầm rất là sướng tay, nói đầu 100% cam kết các bạn luôn nhá. Đầu rất là đẹp,
đầu thì sơn tích điện bóng loáng luôn. Đấy, thì giá con này thì 380.000 một con. Đấy, 380.000 một con. Lát nữa em sẽ quay một nô một nốc dưới kia ha. Đấy, tiếp theo máy mài của hãng Dayton này. Đấy, con này thì công suất của nó là 950W và đây, quay kỹ vào lấy nét luôn. Đấy, lấy điểm nét luôn. Công suất là 950W, tốc độ 11.000 vòng. Con này sử dụng đá 100, công tắc đuôi, bóp công tắc đuôi gạt anh em nhé. Giá của nó là 550 một cái. Đấy, từng mã sản phẩm một em lên cho các bác. Tiếp theo là thân khoan King Pro này. Thân này là thân của Makita nhái, được chưa? Đấy, thân này em tính anh em mình giá 600.000 một thân, sale cho anh em mình xuống còn 580.000. 580.000 một thân máy này nhá. Đấy, còn khoan điện Dayton này. Khoan điện Dayton công suất của nó là 550W. Mã là ID550. Đấy, để em cắm điện các bác xem. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác anh em ở nhà mình xem. Đấy. Đấy, máy chạy rất là ngon nhá. Em đang bán trên thị trường giá là 500.000 thì hôm nay em sale cho các bác giá chỉ còn là 430.000 thôi. Đấy, 430.000 cái khoan này. Thỉnh thoảng anh em nào mua xài gia đình thì rất là sướng luôn, hoặc làm thợ nhôm kính. 430.000 cho anh em nhé, bao ship cho các bác rồi, nhận hàng kiểm tra hàng ok thanh toán. Tiếp theo này, thân chuyên vít Victor. Cái thân này thì em bỏ ra đây để trưng bày nên là hơi dị đầu, thì em thanh lý cho các bác. Thì thân này là 450.000 một thân nhá. Đấy, thân mới cũng sẽ thanh lý 450.000. Em sẽ nắp quả pin các bác xem này. Con máy này thì là chân pin phổ thông, anh em nào mua về sử dụng để bắn mái tôn, bắn làm nhôm kính rất là sướng luôn. Đấy, động cơ không trổi than, motor thì là niền khối. Lực xiết con này cũng nhỏ gọn anh em nhé, lực xiết là 185 newton. Đấy. Đây em lắp cái mũi khoan các bác này. Đấy, anh mình mua khoan tường thì cũng được. Đấy. Rất là ok anh em nhé. Đấy, 450.000 một thân máy cho em. Còn đây là thân Hitachi này, thân này thì em thanh lý anh mình 350.000. Đó. Thân 350.000, động cơ không trổi than, rất là rẻ các bác nhá. Rất là rẻ luôn. Đấy, còn khoan điện E-top đầu 10 ni thì tính anh mình giá 300.000 một thân. Đấy, 300.000 một cái cho em nhá. Con này đảo chiều đầy đủ này. Điện 220V. Ha. Đấy, khò nóng thì giá là 350.000 thì tính anh mình giá 320 thôi. Khò nóng công suất 2000W, nhiệt độ tăng tối đa lên đến 600 độ C ha. Đấy, còn khoan hu can này, con này thì sẽ hơi dị đầu một chút. Giá đang bán trên thị trường là 650.000. Thì hôm nay em sale hàng chính hãng cho các bác, đầu nó hơi bị dị một chút thôi. Sale cho anh em mình còn bao nhiêu nhỉ? 519.000 nhá, 519.000 em bao ship cho các bác. Ở đây có một cái mũi khoan này rồi thì em tặng cho các bác cái mũi khoan này luôn. Ha, 519.000, đầu 13 ni. Công suất của nó là 750W. Đấy, mã là HKID750. Cực kỳ là chất lượng luôn, giá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, còn thân khoan King Pro này cũng motor nguyên khối chân phổ thông này. Bác nào có pin rồi thì mua cái thân máy về. Giá đang sale từ 750 xuống còn có 650.000. Đấy. Đấy là hết cái dòng khoan, dòng khoan và dòng thân máy nhá các bác nhá. Đây, chúng ta sẽ sang bên đây. Thì sẽ là những cái dòng máy cân bằng laser dành cho các bác nào chuyên làm công trình điện nước hoặc là làm ốp nát gạch nội thất gia đình, nói chung là đều cần hết. Đấy, con này anh nào thích thì mua về để học bắn bia cũng được. Đấy, rất là tiện luôn, nói chung là em trêu các bác thôi. Đấy, đây em bật điện này. Đấy, tia sẽ rất là sáng nhá. Đây em sẽ bật hết lên cho các bác, nói chung là chạy 100%, tất cả đều chạy hết. Đấy, không có nào là hỏng hết đấy các bác. Đấy, đây bật tia lên cho sáng nhà nhá. Đấy, tức là tất cả cái dòng này ấy, nó đều là bàn phím cảm ứng. Đấy, và em sẽ báo giá chi tiết cho các bác xem. Các bác nhìn này, rất là nhạy luôn, được chưa? Đấy, một con máy laser hãng Akuza như này. Đấy, em sẽ xem giá thị trường hiện tại đang bán là 900.000 một bộ, thì em sẽ thanh lý cho anh em mình giá chỉ có 750 thôi. Đấy, 750.000 một bộ sản phẩm như này.
cái sản phẩm này thì là giá rất là rẻ rồi, và em tìm lại trong kho thì độ khoảng tầm tuần này thôi, đôi 4, 6, 8, 10 con, 10 con xanh như này đấy. Và con này không còn chân nên là em mới thanh lý giá cho các bạn là 750.000 một bộ anh em nhé. Nó sẽ gồm có là một cái thân máy như này này, khi mà không cân bằng thì nó sẽ kêu tít tít, còn khi nào cân bằng thì là nó sẽ đứng im, nó không kêu nữa các bác nhé. Đấy, giá của nó thì là 750.000, gồm có là một cái thân máy rất là đẹp như này anh em nhìn này. Đấy, rất là đẹp, rất là khôn nhá. Chân thì chân to, đế tích điện, đế cứng luôn các bác nhé. Được chưa? Tiếp theo nữa là kèm thêm một quả pin 4800mAh này. Sạc này thì sạc ở pin luôn, không phải sạc theo máy. Đấy, sạc từ quả pin luôn, rất là đơn giản luôn. Đấy, và một cái hộp đựng pin tiểu để anh em mình có thể hết quả pin này, em mình nắp pin tiểu vào sử dụng cũng được. Và một cái sạc giá chỉ có 750.000 thôi, một sản phẩm như này. Đấy, còn những cái dòng này nó cao cấp hơn một chút. Đây, dòng này thì nẻ size, nẻ số, hàng Hero Nắc. Đấy, Hero Nắc này, cực kỳ là đẹp luôn các bạn nhá. Chân này, to. Con này thì sẽ thanh lý anh em mình, giá chỉ có là 900.000 thôi. Đấy, 900.000 con Hero Nắc, chưa kèm chân các bạn nhá. Còn đây là con Akuza, mã là 888, được chưa? Rất là đẹp luôn, con này cũng giá của nó thì là rẻ hơn, con này 850.000. Đây, các bạn nào lấy mã nào thì bảo em luôn này. Đấy, những cái dòng 5 tia xanh rất là nhiều luôn. Đấy, thanh lý hết cho các bác luôn trong cái video này. Rồi, xuống dưới này là tiếp tục là đi theo từng loại máy một nha các bạn nhá. Đấy, ở đây thì đây là những cái máy mài này, Taraka này, Daken này các bạn này. Đấy, em tháo hết vỏ hộp ra đấy, để nên cái video cho các bác. Đấy, Daken, Taraka, công suất của nó là 950W. Đấy, sale thanh lý cho anh em mình, giá chỉ có là 380.000 một thân thôi. Đấy, một cái máy kèm đầy đủ phụ kiện, tay cầm, ốp bảo vệ, cờ lê mở đá các bác nhé. Đấy, anh em nhìn này, rô ruộng này, cực kỳ là đẹp luôn, tuyệt vời luôn các bác nhé. Quấn chỉ hết, đấy, hai cái hàng này nó giống nhau, nõi đồng 100%. Và có cái cao su bọc bạc đạn để chống rung, chống giật. Con này nó sẽ có hai cái bạc đạn này, một ở dưới và một ở trên đầu này. Đấy, cực kỳ là ok. Tiếp theo nữa là cái dòng này thì em sẽ bán kèm cho các bác là những cái lưỡi cưa. Đấy, lưỡi cưa, cưa này là cưa, lưỡi cưa này là lưỡi cưa xích các bác nhá. Đấy, giá em sẽ thanh lý cho anh em mình, giá từ 169.000 xuống còn có 100.000 một cái thôi. Đấy, 100.000 một cái cho em, rất là nhiều sản phẩm luôn. Đấy, còn đây là con laser của Hatsu này. Đấy, con này thì 12 tia, giá đang 1.300.000, thanh lý còn 1.100.000. Đấy, còn đây là những cái dòng này thì em vừa lên cho các bác rồi. Đấy, ngoài ra nữa thì ở đây có máy này là máy khoan bê tông của hãng Hukan, công suất là 1050W. Đấy, sale cũng thanh lý cho anh em mình luôn. Đấy, giá 1.150.000 nhá. Đấy, 1.150.000. Ok chưa? 1.150.000. Rồi, sang bên này. Ở đây thì còn có bộ khoan 13 ly này các bạn này. Đấy, khoan pin 13 ly từ không than anh em nhé, hai pin một sạc một máy. Đó. Hai cấp nhanh chậm cho em này. Đấy, hai cấp nhanh chậm. Con này các bác nào xài làm nhôm kính hoặc là ấy thì rất là ok này. Và giá em thanh lý anh em mình chỉ có 950.000 một bộ thôi. 950.000 một bộ thì cam kết các bác nhé, pin các bác khoan tường không bao giờ bị ngắt mạch luôn, được chưa ạ? Pin luôn là pin tốt luôn. Đấy, là 950.000 một bộ. Rồi, ở đây có dòng Akuza này. Đây, anh em nào mà thích hàng hãng thì có thể lên con Akuza này cho em. Khoan Akuza, động cơ không chổi than, 3 chức năng nhé. Bản vít này, khoan sắt, khoan gỗ và bố khoan tường. Đấy, giá đang là 1.950.000. Được chưa ạ? Con này thì có điểm hay là đầu autolock này các bạn này. Đấy, nốc quá trục luôn. Đấy, 1.950.000 thì em sale cho các bác, giá chỉ còn có 1.850.000 thôi. Đấy, 1.850.000 nhá. Ở đây có Hukan. Đây, và đây là dòng Hukan X8 Pro, tặng một cái túi đựng này. Đấy, bên trong nó sẽ gồm có những gì?
giải bóc ra các bạn xem. Đấy, anh em xem là giá tốt, anh em mình cứ thế mua thôi. Đấy, thế nên đơn rồi. Đấy, con này rất là xịn nhá. Bóc tem ra mình bắt đầu bóc được hàng ra này. Đấy, quá là ok luôn. Hàng này hàng tuyển luôn các bạn. Đấy. Đấy. Mẫu Akuza này thì nó giống mẫu Hukan các bạn nhá. Đấy. Hai pin 15 cell thì là 4.5 ampere điện 21V. Có báo pin cho em này. Đấy, còn đây là Hukan thì được cái hộp rất là đẹp luôn. Sách nhỏ gọn. Hai quai. Đấy, một phiếu bảo hành này. Đấy, một thân máy, hai quả pin, một đốc sạc, một cái tay cầm như này. Pin thì một pin 10 cell, một pin 15 cell có báo pin. Dung lượng là 4.5 ampere. Và con này dung lượng là 3.0 ampere. Đấy. Thì giá bộ sản phẩm này cũng là 1.950.000. Đấy, bộ này thì sẽ sale cho anh em mình còn có là 1.900.000 thôi. Đấy, 1.900.000 em bao ship cho. Hai dòng này thì đều được bảo hành là 6 tháng. Mà em sẽ bảo hành thêm cho các bác hai bộ này là 12 tháng các bác nhé. Đấy, bảo hành 12 tháng luôn. Đây, con này thì nó không có khóa trục. Đấy, không có khóa trục các bác nhé. Con Akuza thì có khóa trục. Đấy, con này không khóa trục này. Rất là khỏe luôn các bạn. Đấy, rất là khỏe luôn. Rồi. Đấy, giá là 1.850.000, 1.900.000 ha. Con này thì có tặng thêm một cái móc đeo rất là xinh này. Đấy. Ngoài ra ở đây có thân bê tông pin. Đấy, anh em nào lấy thân bê tông pin báo em nhé. Thân đời đầu luôn. Đấy, thân đời đầu rất là khỏe. Sử dụng chân pin phổ thông. Nào xin cho mượn cái quả pin nào. Đấy, mượn quả pin Akuza xài ha. Chân pin phổ thông nên là xài được hết tất cả các dòng pin chân phổ thông như của Akuza, Hukan, Dekton, Makita ha. Rồi, giá thân bê tông pin này thì tính anh em mình giá chỉ có là 850.000 thôi. Một thân máy này, đời đầu này. Một hộp đựng, một sạc ha. Anh em mình mua về là ví dụ có pin, có sạc ở nhà rồi thì thêm cái sạc này anh em mình sạc một lúc hai quả được ha. Rất là tiện, hộp đựng luôn cho anh em mình. Đấy, 850.000 em bao ship rồi. Đấy, xem cái mic mở chưa. Rồi, tiếp theo này, sang bên này nhá, lại tiếp tục hàng thanh lý. Đấy, một cái thân này, máy cưa, cưa này cưa xích pin ha. Đấy, giá là em đang bán là 800.000, thanh lý em mình còn chỉ 700 thôi. Chân pin phổ thông này. Đấy. Con này nó sử dụng motor của nó là motor 775 các bác nhá. Đấy, gồm có là một cái nam xích này. Một lưỡi cưa xích này. Đấy, và một cái rũa xích này. Cực kỳ là ok cho các bác, kèm thêm một cái sạc. Đấy, chưa có pin nhưng mà kèm sạc rồi. Giá là 700.000 một cái cho em. Đấy, còn đây là của Dekton này. Khoan bê tông pin Dekton kèm cho em là 3 mũi đục. À, 3 mũi khoan và 2 mũi đục này. Đấy, cái dòng này đang bán là 3.200.000 đấy. Mà em sẽ sale cho anh em mình giá chỉ còn có 2.800.000 thôi. Được chưa ạ? Hai triệu 800.000 em bao ship nhé. Có đèn chiếu sáng này. Đấy, pin là hai pin 10 cell, pin cực kỳ chất, được chưa? Hai pin 10 cell. Đấy, hàng chính hãng Dekton các bác nhé. Sale cho anh em mình 2.800.000. Ở đây có máy hàn ha. Đây, máy hàn này thì máy hàn mini nhỏ gọn, sử dụng hàn cho anh em mình là mini 200, hàn những cái mũi hàn của 2.5 que 2.5 này. Cái 3D2 cũng hàn được, anh em nhìn này, đồng 100% cho em nhé. Đấy, thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn như một cái điện thoại luôn. Bật tắt đằng sau, có quạt tản nhiệt ha. Đấy, đầy đủ phụ kiện cho em. Thanh lý anh em mình giá đang là 950.000. Thôi thì sale cho anh em mình giá chỉ còn có 850. Đấy, rất là rẻ luôn. Con này thì có hai con thôi các bác nhá. Tồn kho còn hai con, thanh lý 850 một con. Đấy, rất là rẻ luôn. Tiếp theo là máy mài Dekton này. Máy Dekton này thì con này là chạy rất là êm luôn, siêu êm luôn, công tắc cạp đẩy. Đấy. Đấy, cực kỳ là ngon các bạn nhá. Giá em đang bán là 1.050.000, sale cho các bác giá chỉ còn 999.000. Đầy đủ phụ kiện cho em. Tay cầm ốp bảo vệ, cờ lên mở đá ha.
Đấy. Rồi, ở đây nữa là cái khoan cắt tôn này. Đấy, dòng này dòng nhỏ gọn. Anh em nghe thấy không? Tiếng máy chạy rất là khỏe luôn, hàng đúng nội địa luôn. Đấy, thanh lý anh em mình giá 500 nghìn nhá. Đấy, đi nhanh thôi, 500 nghìn một con. Đây còn dòng Hukan X2 Pro này. Đấy, X2 Pro đang giá 1 triệu 600 nghìn đấy. Đây. Nó sẽ gồm có là 2 pin, 1 sạc, 1 thân máy. Con này thì lực siết của nó là 350 N, cực kỳ là ngon, kèm theo bộ phụ kiện. Đấy. Chạy mắc tốc rất là tít anh em nhé. Kèm thêm là phụ kiện nó có thêm cái mũi này. Đấy. Anh em thấy không? Máy bu lông nhưng mà chạy rất là đồng tâm chuyên vít luôn. Đấy. Cực kỳ là ok nhá. Cái bộ sản phẩm này thì em sẽ sale cho anh em mình. Gồm có là hai cái mũi khoan tháp này, một con sâu chuyển hướng này, đầu khẩu từ 4 đến 12, đầu khẩu nhỏ 8, 10, 12, 14, nói chung là 5 cái đầu khẩu. Đấy. 5 cái đầu khẩu như này. Khẩu dài các bác nhá. Tiếp theo là mũi khoan này, mũi khoan sắt, khoan gỗ này, mũi bắn vít, đầu này đầu nục giác này. Để anh em mình nắp khẩu nhỏ từ 4 đến 12. Giá em thanh lý bộ này cho các bác giá chỉ còn có 1 triệu 499 nghìn thôi. Đấy, sale trong ngày hôm nay thôi các bác nhá. Cực kỳ là ok luôn. Đấy, 1 triệu 499 nghìn, giá chỉ có trong ngày hôm nay thôi. Đấy là quả Hukan X2 Pro. Tiếp theo này Nam Xích này. Đấy, Nam Xích xịn sò luôn cho anh em đây. Được chưa? Bản rất là dày dặn, to, dày dặn nắp sẵn rồi. Cái hàng chưa nắp sẵn thì giá nó chỉ tầm 150 thôi. Hàng nắp sẵn này thì giá là 200 nghìn một cái anh em nhé. Đấy, 200 nghìn một cái, sale cho anh em mình luôn. Rồi, tiếp theo khoan 12V này. Đấy, bộ này thì nó có một pin, một thân máy. Thì em sẽ tính anh em mình giá là một... Đấy, một pin một thân máy này thì sale anh em mình giá là 150 nghìn bộ này nhá. Đấy, chưa có sạc này. Bộ 2 pin một sạc này. Thì là, à đây, bộ này thì 200 các bác nhá. Còn bộ 2 pin một sạc này thì 300 nghìn. Đấy. Còn 3-4 bộ cho anh em mình 12V. Đấy. 2 pin một sạc một thân máy thì sale anh em mình 300 nghìn. Còn bộ kia là 200 nghìn, một pin một sạc là 200 nghìn các bác nhá. Đấy, ok. Tiếp theo này. Đây, sang bên đây, à đây, có con đục này. Đấy, con đục này ngon luôn anh em ơi, đục hãng luôn. Đấy, đục hãng hai chức năng của hãng DCA. Đấy, con này công suất của nó là bao nhiêu đây? Đây, mã là AZC2002-28, công suất 960W. Em sale thanh lý cho anh em mình giá 1 triệu 150 nghìn nhé. Hàng chính hãng DCA luôn, hàng nội địa Trung Quốc, cực kỳ là ok. Ngoài ra này, có thêm cả cưa xích này. Đấy, cưa xích pin King Pro. Con này 2 pin 1 sạc 1 thân máy, giá 1 triệu 750 nghìn cho em. Đây, 1 triệu 750 nghìn. Đó. 1 triệu 750 nghìn con này nhá. Con này em có video cho các bác rồi. Đấy, sale rẻ cho anh mình. 1 triệu 750. Tiếp theo này. Đây. Z-Plus, dòng này dòng đục 17 ni. Hộp rất là xịn sò anh em nhé. Đấy. 17 ni, mà con này thì em sẽ sale rẻ cho anh em mình thôi. Đấy, giá hiện tại thị trường nó đang bán tầm 2 triệu. Hôm nay sale cho anh em mình giá còn 1 triệu rưỡi thôi, 1 triệu rưỡi 17 ni. Cực kỳ là đẹp luôn. Đây, bóp ra anh em mình xem. Ở phần này nó có cao su này. Đấy, cao su để chống rung chống giật này. Em nhìn thấy không? Đấy, chống rung chống giật nhá. Cực kỳ nó ok luôn, đụng 17 đi. Z-Plus. Con này có công suất là bao nhiêu đây? Đấy, rất là nặng luôn. Công suất của nó là 1300W các bác nhá. 1300W đựng trong cái hộp đựng bằng kim loại như này. Đấy. Rồi anh em nào quan tâm đến dòng rửa xe này. Đấy, dòng rửa xe thì em còn có mấy bộ hàng rửa xe nó tồn kho, nó hơi rách hộp tí. Cỏ thương hiệu của nó là thương hiệu Grickman. Đấy, Grickman thì anh em nào lấy nguyên bộ như này. Thanh lý anh em mình đang giá 1
350 thì thanh lý anh em mình còn giá còn 1.199.000, được chưa? Dây dài 10m. Đấy. Con này công suất của nó là bao nhiêu đây? GK20 2200W anh em nhé, điện 220V. Đấy. Mực nước ra là 10 lít một phút. Đây. Hàng đẹp luôn, nõi đồng 100%. Thanh lý anh em mình do hộp nó rách rồi. Hộp rách nát rồi, thanh lý cho anh em. Đấy. Đây anh em quay sang đây này, nhìn này. Đấy, các bác thấy không? Rất là nhiều thân máy luôn. Thân máy chuyên vít Victor này. Đấy, bác nào lấy báo em nhé. 450.000 một cái cho em. Rồi, đây là toàn thể những cái mặt hàng em sale trong ngày hôm nay. Các bác lấy máy móc gì thì có thể là inbox trực tiếp đến cho em nhé. Hoặc là gọi điện số điện thoại qua hai đầu hotline em để ở dưới. Anh em mình có thể mua hàng và đặt hàng ha. Rồi em kính chúc gia đình mình có một sức khỏe thật là dồi dào. Xin chào và hẹn gặp lại.